chào quý vị khán thính giả Đài SGN. Trong buổi hội thoại hôm nay, Tuệ Tâm xin giới thiệu tới quý vị khán giả một chương trình rất là hấp dẫn. Và cái đó là về cái sinh nhật phổ môn 14 năm. Vào ngày 26 tháng 3 năm nay, vào lúc 11 giờ sáng. Và cùng với Tuệ Tâm hôm nay thì Tuệ Tâm có Ni Sư Tuệ Đăng, Ni Chúng của Thiền viện Phổ Môn và Thiền sinh Quảng Diệu đến từ Chicago. Mời Ni Sư Cô và Diệu Đăng gửi lời chào tới quý vị khán thính giả. Tuệ Đăng xin kính gửi lời chào kính quý khán giả của đài SGN. Và Tuệ Đăng xin chào chị Tuệ Tâm. Dạ, xin chào sư cô. Quảng Diệu xin kính chào quý khán thính giả và chào chị Tuệ Tâm. Dạ, kính chào cô luôn. Và thưa cô Ni Sư Tuệ Đăng đó, chúng ta sắp sửa có một cái chương trình là sinh nhật thì của ở Phổ Môn á, thì xin cô cho biết là tại sao mình có cái sinh nhật này vậy? Dạ, thưa chị Tuệ Tâm. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sinh nhật lần thứ 14 của Thiền viện Phổ Môn, đây là cơ hội để mà nhìn lại sự phát triển lớn mạnh của đại chúng, cũng như là sự thành tựu trong tâm nguyện độ sanh của Ni Sư Thích Thiệu Thiện trong suốt 14 năm qua. Và Ni Sư đã không quản ngại khó nhọc đi tất cả các nước trên thế giới để gieo trồng hạt giống giác ngộ và mong đem hạt giống giác ngộ này tưới tẩm lên phường tâm của mọi người. Và Ni Sư đã giúp được cho rất là nhiều người không còn khổ đau và có được một cuộc sống hạnh phúc và an lạc, thưa quý vị. À, rất là impressive, tức là rất là quan trọng về cái phần đó. Vậy thưa sư cô, nếu mà mình muốn tới để tìm hiểu thêm đó, thì sư cô có thể cho chúng ta biết là những cái hành trình của cái năm ngoái đó. Tại vì Tuệ Tâm biết là năm ngoái mình có gây quỹ, tức là mua miếng đất tạo dựng ra một cái khu mới. Thì bây giờ xin sư cô cho chúng con với lại cho mọi người biết là cái hành trình của năm vừa rồi nó như thế nào. Thưa chị Tuệ Tâm và kính thưa quý vị khán thính giả, sinh nhật lần thứ 14 này là một cái dấu ấn minh chứng cho sự thành tựu của tâm nguyện độ sanh của Ni Sư trong suốt 14 năm qua, thể hiện qua sự phát triển của Thiền viện Phổ Môn. Đúng rồi. Và thưa chị, rất là vui mừng khi biết được là Thiền viện Phổ Môn mới có tên gọi là Trung tâm Giác Ngộ đã được chính thức xây dựng vào tháng 9 năm 2016, thưa chị. Và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào sắp 2 tháng sắp tới. Và thưa quý vị, lý do có Trung tâm Giác Ngộ là vì rất nhiều thiền sinh từ mọi nơi rất muốn về tu học ở tại Thiền viện Phổ Môn, nhưng mà cơ sở hiện nay vẫn không còn đủ khả năng dung chứa nữa, cho nên thầy của chúng tôi là Ni Sư Thích Diệu Thiện đã quyết định mua mảnh đất 9 mẫu vào cuối năm 2015 và đã tiến hành xây dựng Trung tâm Giác Ngộ. Thưa quý vị, một điều rất vui mừng là mảnh đất 9 mẫu này trị giá 900.000 đô đã được hoàn tất việc chi trả trong vòng 1 năm qua. Nhờ vào sự độ sanh không mệt mỏi của Ni Sư, nên rất nhiều quý thiền sinh, Phật tử, đồng hương đã phát tâm cúng dường ủng hộ để thành tựu cho tâm nguyện độ sanh của Ni Sư là giúp mọi người lìa bến mê về bờ giác. Dạ thưa sư cô, với Tuệ Tâm á, là với lại thưa quý vị thiện thánh giả, một mảnh đất mà bắt đầu trả hết là trong có một thời gian ngắn, là tức là quý vị cũng biết là các thiền sinh và các Phật tử đó là rất là hoan hỷ. Và cái nữa là Tuệ Tâm rất vui khi được biết là Trung tâm Giác Ngộ xây dựng gần xong rồi, tức là trong một thời gian ngắn, một tháng hai tháng nữa là xong rồi và sẽ đi vô cái hoạt động. Đó là rất là nhiều người cũng đang chờ mong lắm, thưa sư cô. Và một cái nữa là Tuệ Tâm cũng tin rằng đây là một nơi mà cho tất cả những người muốn biết và tìm hiểu về Ni Sư Thích Diệu Thiện và cái thấy cái hạnh phúc chân thật từ trong trung tâm của chúng ta. Và cái nó tức là mọi người chúng ta đều có một cái cảm giác đó, nhưng mà mình không có biết làm sao mà để mang ra để cho được sống một cách sung sướng và vui vẻ thay vì đau khổ.
cho nên như vậy đó. Cái cô bạn Quảng Diệu, cô có thể chia sẻ một phần nào với quý vị khán giả là vì lý do gì mà cô có thể cảm phục ni sư mà ở trong để trở về với Phổ Môn thường xuyên, đó là cô ở tuốt ở trên Chicago là mà tới đây thường xuyên, đó là một cái rất là đường xa cũng xa xôi lắm á. Trước khi mà Quảng Diệu chia sẻ những cái gì mà Quảng Diệu cảm phục ni sư thì có rất nhiều điều mà Quảng Diệu cảm phục ni sư, mà cho Quảng Diệu chia sẻ chút xíu về cái phần mà thành tựu của Phổ Đúng Môn, rồi. tại vì ngoài cái miếng nước đó là Phổ Môn mình còn có nhiều thành tựu mà Quảng Diệu rất muốn chia sẻ với mọi người. Đó là tháng 10 vừa qua, quyển sách Sức Mạnh Giác Ngộ, The Power of Awakening do ni sư Thích Diệu Thiện viết á, đã phát hành và được xếp hạng nhất trong danh mục sách mới trên Amazon và xếp hạng 3 trong danh mục sách bán chạy nhất thế giới. Và cái điều đáng mừng hơn và đặc biệt hơn là tháng 11 vừa qua có năm quý sư cô trẻ, những người đang thành công trong xã hội đã phát tâm xuất gia cầu giác ngộ và xin theo ni sư Thích Diệu Thiện làm đệ tử, và đó là một cái điều rất hoan hỷ cho thiền sinh và Phật tử ở Thiền viện Phổ Môn. Và với cái tâm nguyện rộng lớn của ni sư Thích Diệu Thiện thì có rất nhiều thiền sinh nòng cốt tại Thiền viện Phổ Môn đã phát tâm tham gia nhiều khóa đào tạo do ni sư hướng dẫn. Và họ muốn trở thành những thủy thủ đoàn mà có thể phụ ni sư và quý sư cô trong việc là gánh vác công việc đóng con thuyền giác ngộ. Đó là trung tâm giác ngộ sắp hoàn thành đó chị Tệ Tâm. Như vậy đó, Tệ Tâm cũng đã thấy là đã ni sư Diệu Thiện đã có một số thủy thủ đoàn mới tham gia phải không? Tệ thưa sư cô Tuệ Đăng, giờ xin cô có thể chia sẻ với khán thính giả và thêm cho Tệ Tâm biết thêm nữa là trong cái độ giác của ni sư trong 14 năm qua đó thì cái hành trình của ni sư đã đi như thế nào? Thưa chị, tôi đang xin chia sẻ đôi nét về Ni Ni sư sư. Thích Diệu Thiện là thầy của Tuệ Đăng. Năm 18 tuổi, ni sư đã xuất gia với cái nỗi trăn trở là làm sao thoát ly được sanh tử, và ni sư đã được theo học ở tại Ni viện Thiện Hoa ở tại Việt Nam, chương trình cao đẳng Phật học trong 6 năm. Và sau khi mà định cư tại Hoa Kỳ, ni sư đã tiếp tục đi học ở các trường Đại học Phật giáo do cái sự khuyến khích của chư Tôn Đức. Và ni sư rất là mong là có thể tìm được câu trả lời của mình ngay tại trường Đại học Phật giáo này. Và sau 5 năm, ni sư đã tốt nghiệp ngành cao học về tôn giáo tỷ giáo tại trường Đại học Western Michigan. Tuy nhiên, ni sư vẫn chưa tìm được cho câu trả lời của mình về giác ngộ và làm sao thoát ly được sanh tử, thưa chị. Như vậy thì ni sư đi tới những cái chỗ nào, là hành trình của ni sư làm sao để tìm ra cái câu trả lời đó? Dạ thưa chị và kính thưa quý vị, năm 2001, ni sư đã quyết định rời thành phố Michigan với cái lời nguyện nếu như không tìm ra được câu trả lời của mình, ni sư sẽ không trở về Mỹ nữa. Và ni sư đã quyết định đi chọn con đường là tìm các nước có truyền thống Phật giáo để mong rằng tìm được gặp minh sư khai ngộ cho mình. Như vậy là những cái nước nào sư cô đã đi rồi ạ? Dạ thưa chị, ni sư đã đến các nước như là Pháp, Thái Lan và Tích Lan. Sau nhiều ngày tháng miệt mài tìm kiếm và tu học tại các trung tâm thiền nơi đây, nhưng cuối cùng ni sư vẫn chưa tìm được câu trả lời của mình, thưa chị. Thì cuối cùng là ni sư qua cái quá trình tìm kiếm miệt mài như vậy thì cuối cùng ở đất nước nào, ở nơi đâu ni sư tìm được cái câu trả lời vậy sư cô? Thưa Quảng Diệu và chị Tuệ Tâm, lần đó khi ni sư đang ở tại Thái Lan, trong bế tắc tận cùng của sự tìm kiếm, ni sư đã trở về đối diện với chính mình và đột phá nội tâm. Thấu tột được cội nguồn của sanh tử đưa đến khổ đau, ngay giây phút đó, ni sư đã nhận ra cái thênh thang tự tại vốn sẵn có nơi chính mình. Và lúc đó, mọi thứ hiện lộ rõ ràng trước mắt như chính nó là. Và sau đó, ni sư đã thấu tột được cội nguồn của thực chất bản, khổ đau là gì và thực chất của bản ngã, ta là ai, và tại sao lại con người lại đau khổ.
Vậy là tại đất nước Thái Lan, ni sư tìm được câu trả lời thoát ly sanh tử và đã thực chứng giác ngộ. Vậy sau khi đó ni sư có tiếp cuộc hành trình của mình hay không, thưa sư cô? Sau khi đó, sau khi được giác ngộ, ni sư đã tiếp tục đi đến các nước Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông và Nhật Bản. Và ni sư mong rằng đến những nơi đây để ni sư thắp lên cái ngọn đèn giác ngộ trong tâm mỗi người. Và sau cùng, ni sư đã trở về Houston, từng bước giúp mọi người nhận ra tâm giác ngộ và trở về sống với tâm giác ngộ. Tuệ Tâm cũng mừng là ni sư trở về đây chứ. Nhờ ni sư nên Tuệ Tâm cũng gần gần tới chỗ giác ngộ rồi, nhưng mà chưa hẳn. Nhưng mà cho nên Tuệ Tâm vẫn phải tới để tìm hiểu thêm và được theo chân của ni sư để mà giác ngộ ra, để cái tâm nó được sống thanh thang tự tại như là ni sư. Và cái Tuệ Tâm cũng biết là Quảng Diệu là một nha sĩ. Ở trên Chicago, mà công việc thì dĩ nhiên là nha sĩ thì thôi, thuốc men rồi tùm lum lên nên bận rộn, rồi công ăn việc làm, rồi gia đình. Như vậy cái điều gì mà là tạm cho cô cảm phục mà trở về Houston thường xuyên từ Chicago? Thưa chị Tuệ Tâm và kính thưa quý khán giả, Quảng Diệu rất là cảm phục tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi của ni sư Thích Diệu Thiện. Ni sư không có quản cái sự sống chết của mình trên đường tìm về giác ngộ và tìm câu trả lời làm sao để thoát ly sinh tử. Đó là tâm đại hùng. Tâm đại lực là ni sư không bao giờ quản cái sự khó nhọc, bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và đích thân giám sát, điều phối mọi công việc trong công trình xây dựng trung tâm giác ngộ. Và bên cạnh đó, ni sư không ngừng mở các cái khóa tu học, hướng dẫn khai thị cho thiền sinh các nơi để mà về nhận ra cái khả năng giác ngộ của mình và tìm ra cái gia tài quý báu. Đó là tâm đại lực và tâm đại từ bi. Điều mà Quảng Diệu rất là cảm phục đó là cái tâm nguyện quá rộng lớn của ni sư. Ni sư muốn giúp tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc hay là tuổi tác. Mà trong suốt 14 năm qua đó, chị Tuệ Tâm, có rất nhiều người trên các nơi, các nước về và được ni sư khai thị, hướng dẫn về tâm giác ngộ, và họ đã hiểu và đã tin vào khả năng giác ngộ của mình. Cái đó là cái gia tài quý báu nhất mà mỗi người đã có sẵn mà chúng ta thường thường không có hay biết. Mà một trong những người may mắn đó có Quảng Diệu, nên Quảng Diệu rất là cảm phục ni sư. Cảm ơn cô. Tuệ Tâm cũng được biết là sư cô Tuệ Đăng đó, trước đây đã từng là một vật sư. Tức là tâm lý là lý thuyết là đủ hết, mà bây giờ cô đã rời Canada về Houston để theo ni sư Thích Diệu Thiện tu học. Vậy cô có thể cho quý vị khán thính giả biết là làm cái gì, ni sư làm cái gì mà để cho cô có thể thuyết phục được sư cô về đây vậy? Cảm ơn câu hỏi của chị Tuệ Tâm. Và kính thưa quý vị, Tuệ Đăng là một trước đây đã từng là một luật sư ở Canada. Và rất là may mắn được gặp ni sư, bởi vì chính vì cái tâm từ bi rộng lớn của ni sư cũng như là cái hạnh nguyện độ sanh của ni sư làm cho tâm của Tuệ Đăng thực sự rất là cảm phục. Và chính ni sư là người đã giúp cho Tuệ Đăng nhận ra được hạnh phúc chân thật là gì và nhận ra được tâm giác ngộ nơi chính mình. Ngay giây phút đó, Tuệ Đăng đã cảm thấy một điều hạnh phúc ở trong nội tâm của mình. Hạnh phúc này không phải là do ai đem đến cho mình hoặc là từ những thứ mình hiện đang có. Hạnh phúc này là một cái điều rất là hạnh phúc chân thật và nó vốn dĩ có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Và chính vì điều đó, Tuệ Đăng đã phát tâm theo ni sư xuất gia để cầu giác ngộ. Và đặc biệt, Tuệ Đăng cũng đã phát nguyện rằng trong đời này, Tuệ Đăng hướng đến giác ngộ và sát cánh cùng ni sư là thầy của Tuệ Đăng, mong đem ánh sáng giác ngộ này đến cho mọi người và mong mọi người không còn khổ đau nữa và hạnh phúc chân thật. Thưa quý vị khán thính giả,
Ni sư Thích Diệu Thiện, ni chúng của Thiền viện Phổ Môn đó, và cùng những thiền sinh với cái tâm nguyện mà giúp cho mọi người để kiếm thấy cái hạnh phúc chân thật của chính mình. Vậy quý vị có muốn tìm thấy cái hạnh phúc đó hay không? Thì Quảng Diệu ơi, Diệu coi đây có phải là cái lý do mà mình muốn mời tất cả các quý vị tới tham dự cái ngày sinh nhật của Phổ Môn 14 năm không? Dạ đúng rồi, thưa chị Tự Tâm và kính thưa quý khán thính giả. Khi mà quý vị đến Thiền viện Phổ Môn là dự sinh nhật lần thứ 14 này, quý vị sẽ có cơ hội gặp được Ni Sư Thích Diệu Thiện, người đã thực chứng và đang sống với tâm giác ngộ. Đây là cơ hội quý báu mà thiền sinh chúng tôi muốn gửi dành cho quý vị, vì trong đời này không phải ai cũng có thể có cái phước duyên mà gặp được một người như Ni Sư Thích Diệu Thiện. Quý vị sẽ được nghe Ni Sư hướng dẫn trực tiếp và khai thị về tâm giác ngộ, làm sao mà có thể giải thoát được những cái khổ đau của chính mình và tìm ra hạnh phúc chân thực. Khi đến chung vui với sinh nhật lần thứ 14 này, thì quý vị sẽ cảm nhận được là thế nào là sức mạnh giác ngộ, qua những cái thành tựu và sự đoàn kết của thiền sinh Phổ Môn và qua hình ảnh công trình xây dựng mà của trung tâm giác ngộ sắp hoàn thành. Ngoài ra còn có cái chương trình rất là đặc biệt, chương trình văn nghệ rất là đặc biệt, quý vị sẽ được chào đón tiếp trong một cái khung cảnh thiền vị, sẽ có một bữa cơm trưa thanh khiết ấm cúng và được gần gũi với Ni Sư Thích Diệu Thiện, quý sư cô thiền sinh tại Phổ Môn. Rất mong là quý vị có thể đến sinh nhật Phổ Môn. Và dĩ nhiên là em rất mong chị Tuệ Tâm có thể đến được đó. Tuệ Tâm là phải có ở đó rồi, không có nói gì cả. Và trước khi mà mình kết thúc cái chương trình ngày hôm nay đó, thưa sư cô, xin sư cô cho biết là cái ngày nào là mình bắt đầu và giờ nào và tại chỗ nào không hả thưa sư cô? Thưa chị Tuệ Tâm và kính thưa quý vị, ni chúng của Thiền viện Phổ Môn cùng Ni Sư Thích Diệu Thiện và toàn thể quý thiền sinh rất là mong quý vị có thể thu xếp thời gian để về tham dự lễ sinh nhật lần thứ 14 này vào ngày 26 tháng 3 năm 2017 vào lúc 11 giờ sáng tại Thiền viện Phổ Môn mới, địa chỉ 15202 Doraland, Sugarland, Texas 77498. Tôi đang rất mong quý vị có thể về tham dự và xin vui lòng gọi về thiền viện số điện thoại 281-565-9718 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, Tuệ Tâm khuyến khích quý vị, là kính mời quý vị hãy sốt sáng tới và quý vị sẽ thấy một cái thiền viện mới. Không có còn chật hẹp như lúc trước, mỗi lần mà tới thiền viện cũ đó thì nhiều khi kiếm cái chỗ đậu xe đó rất là khó khăn. Kỳ này thì quý vị không có phải lo cái phần đó, quý vị thì có đầy đủ chỗ để đậu xe thanh thang và quý vị cũng có thể coi cái công trình của Thiền viện Phổ Môn đã tới đâu rồi. Hôm trước Cathy mình Tuệ Tâm tới đó là thấy là khang trang và cũng là rộng rãi lắm rồi. Mấy này nhất là parking là rất là quan trọng, thì vì lúc trước đó rất là nhiều người muốn tới Phổ Môn đó, nhưng mà vì cái chỗ đậu xe đó nó rất là chật hẹp cho nên có những người tới rồi không có vô chỗ đậu xe đi về. Nhưng mà quý vị hãy nghe Tuệ Tâm và hãy tới Thiền viện Phổ Môn trong cái ngày sinh nhật 14 năm này. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chương trình của 14 năm sinh nhật Phổ Môn, và cũng như quý vị đã nghe sư cô và thiền sinh tức là từ trên Chicago xuống đây mà đã kêu gọi vậy, thì quý vị cũng nên bỏ bớt chút thích thì giờ vào ngày 26 tháng 3 vào lúc 11 giờ sáng quý vị tới hãy tham dự để cùng học hỏi thêm và mình có thể tìm hiểu, biết đâu mình lại tìm được cái hạnh phúc chân thành ở của chúng ta, phải không sư cô và cô? Để về trước khi mình rời làn sóng, xin quý vị lặp lại một lần nữa gọi ở số điện thoại nào và cái địa chỉ.
Dạ thưa quý vị, sau sinh nhật lần thứ 14 này, Nguyễn Diệu hên một tí xíu cho quý vị biết là sẽ có một buổi tiệc chay cây quỷ xây dựng trung tâm giác ngộ vào ngày 23 tháng 4 với chương trình rất là đặc biệt, và Phổ Môn chào Bình Minh rất mong quý vị sẽ đến được cả hai chương trình là sinh nhật lần thứ 14 và tiệc chay cây quỷ ngày 23 tháng 4. Tuệ Tâm cũng quên mất là cái buổi gây quỹ 23 tháng 4 rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Mời quý vị tới tham dự. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trên chương trình 14 năm sinh nhật của Phổ Môn. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.